Loship, đặt món gì cũng free ship. Loship, ứng dụng giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam luôn free ship. Với hơn 70.000 shipper, Loship mở rộng hơn 11 dịch vụ tiện ích như đi chợ, giao hàng, v.v. và giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Loship hoạt động tại 12 thành phố lớn của Việt Nam. Các bạn hãy tải app, ủng hộ Loship, ủng hộ người Việt Nam như đã ủng hộ Battlecry nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại từ Battlecry. Như trình bày trong phần 1, tới lúc này, mọi khó khăn do phía đối phương giăng ra đã dần được công an của ta hóa giải. Và giờ, với quan điểm phải tóm gọn chỉ trong một lần duy nhất, công an đã nhanh chóng tiến hành một loạt các hoạt động điều binh để sẵn sàng cho một lần duy nhất. Vậy, hoạt động điều binh đó đã diễn ra như thế nào? Kết quả có mỹ mãn không? Hãy cùng đón xem trong video ngày hôm nay nhé! Sắp góc lưới. Sau một thời gian theo dõi, điều tra, lãnh đạo vụ bảo vệ chính trị đã dần lần ra được toàn bộ mạng lưới điệp viên. Nhận thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới tổ chức tình báo đầu tiên do Mỹ đào tạo, có thể khiến cho đất nước chao đảo. Lại thêm đặc thù các nhóm tình báo của địch tại mỗi tỉnh lại có những nhiệm vụ riêng, nên phía ta cũng quyết định cùng một chuyên án nhưng mỗi tỉnh thành sẽ phải có cách đấu tranh với từng loại tội phạm riêng. Cụ thể, Hà Nội đấu tranh chống phản động, Nam Định, Hải Phòng là chống gián điệp. Nhưng việc điều tra giữa các tỉnh thành thì luôn phải có sự đồng hành với nhau để khi cần là phải hoạt động đồng thời nhằm tránh rứt dây động rừng. Mặc dù toán gián điệp đang dần bị lực lượng an ninh điều khiển, nhưng lực lượng đầu não của nhóm gián điệp thì hoàn toàn không biết. Họ vẫn tin chắc rằng đang có một lực lượng ngầm hoạt động rộng khắp miền Bắc nên bắt đầu hoạt động mạnh. Cả ba tổ gián điệp đều đi vào hoạt động kinh tế để vừa tạo vỏ bọc, vừa có tiền phục vụ hoạt động như mở hiệu cắt tóc, cửa hàng buôn bán, chạy xe taxi, đầu tư cổ phần vào nhà in, v.v. Cuối năm 1956, đầu năm 1957, Châu đã bố trí cho tay chân 5 lần vào Nam. Mỗi chuyến đi, Châu chuẩn bị tài liệu về tin tức tình báo thu thập được. Khi trở ra, nhóm này đem hàng hóa, thuốc men bán lấy tiền, chia cho các đối tượng. Tại Hà Nội, Trần Minh Châu đã tìm gặp một số đối tượng là đảng viên Đại Việt cũ, rồi lôi kéo vào tổ chức, huấn luyện cho những người này cách thu thập tin tức mọi mặt. Châu còn chỉ đạo đặt mua các báo, tạp chí như Nhân Văn, Giai Phẩm, Sân Khấu, tìm hiểu về nhóm đất mới, về quản lý thị trường, v.v. rồi tập hợp, chuyển vào miền Nam. Một số còn tìm cách đi lên các tỉnh Trung Du như Phú Thọ để tìm thêm địa điểm cho các toán biệt kích, nhảy dù, lập chiến khu, thu thập thông tin của ta. Tương kế tiệu kế, vụ bảo vệ chính trị chỉ đạo lực lượng an ninh các tỉnh thành từ Hà Nội tới Vĩnh Linh, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ, bí mật xây dựng các trạm liên lạc, mở tuyến đường, đưa cơ sở vượt giới tuyến, thâm nhập vào trung tâm chỉ huy của cơ quan tình báo Mỹ tại Sài Gòn tới 5 lần. Về sau, tình hình miền Nam đang dần có sự thay đổi. Đại Việt và anh em của Diệm, Nhu có xích mích dẫn tới đấu đá. Đại Việt chỉ thị cho Trần Minh Châu mở một con đường tiếp tế qua một nước thứ ba, cụ thể là qua Hồng Kông, rồi sang Hải Phòng. Ngay lập tức, ta đã có chỉ thị cho ông Lê Hưng, một thương nhân hiện đang là tay trong của lực lượng an ninh mà Battlecry đã nhắc tới trong phần 1, tham gia mở đường cho địch. Không nề hà, ông đã bán cả gia tài của mình để mua tàu, hàng hóa, để buôn bán dọc đường Hồng Kông. Ông thành lập một công ty xuất nhập khẩu có trụ sở tại Hải Phòng. Việc có được đường dây buôn bán giúp ta tiếp cận thông tin của địch được sổ sách hóa. Về phần HG, bí danh của Phạm Đăng Hào đã nhắc tới trong phần 1, ông mua một tuyến xe khách Hà Nội, Nam Định, nhờ đó giữ được liên lạc cho địch giữa hai đầu mối. Như vậy, ở mọi lúc, mọi nơi, lưới của ta đã bủa vây trên đầu chúng mà chúng vẫn không hề biết. Chỉ là thời cơ chưa tới nên vẫn chưa thể úp được mà thôi. Đấu trí. Đầu năm 1956, Mỹ muốn nhóm gián điệp cử người tới Sài Gòn trực tiếp nói chuyện. Rất nhanh chóng, ta đã tìm cách để chính điệp viên của ta là T-31 Đỗ Văn Kha vào nói chuyện với thượng cấp của nhóm này và nhận viện trợ mang về. Tổng cộng, ông vào tới 3 lần. Mỗi lần vào, ông lại mang theo một ít kinh tài và nhất là những thông tin của ta bị nhóm điệp viên thu về gửi gắm cho ông. Chúng được giấu vào trong những đồ đạc của T-31 mang theo như là áo quần. Những lần vào trong trực tiếp như thế, T-31 phải tự thân vận động. Có những lần bị CIA hỏi nhiều, thậm chí hỏi vặn với sự trợ giúp của máy nói dối
ông vẫn cố gắng tự vượt qua. Chuyện kể rằng, trước lần thứ 3 vượt vĩ tuyến 17, đồng chí Lê Quốc Thân, vụ trưởng vụ chính trị có tổ chức một bữa cơm liên hoan chia tay. Với linh cảm của tất cả những người trong bữa cơm, T31 biết rằng đây là chuyến đi lành ít, giữ nhiều. Chưa kể tới việc bị bại lộ thân phận, chỉ riêng việc vỏ bọc hiện tại của ông là người của Đảng Đại Việt, đối lập với anh em Diệm Nhu cũng đủ để khiến ông tù mọt gông nếu vào Nam. Ngoài ra, do cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ Việt Nam Cộng Hòa đang hết sức quyết liệt, Đại Việt đang dần có dấu hiệu sao nhãng công việc tình báo. Thành ra, nếu T31 bị nguy hiểm ở trong Nam thì chưa chắc các đảng viên Đại Việt tại đó sẽ cứu ông. Thế nhưng, địch gọi, ta vẫn vào. Và kể từ đây, cả công an của ta lẫn toán gián điệp của Trần Minh Châu đều mất dấu T31 Đỗ Văn Kha. Dẫu sao, với những gì đã làm được trước đó thì chắc chắn một điều rằng ông không phản bội cách mạng, không phản bội đồng đội. T31 mất tích khiến ban chuyên án khá hoang mang. Ông ở đâu? Đang làm gì? Giờ có ổn không? Phải một thời gian rất dài sau đó, khi chuyên án kết thúc từ lâu, mọi người mới tỏ tường. Về phía đường dây kinh doanh, công việc ngày càng khó khăn do thiếu vốn. Ông Lê Hưng tìm đủ mọi cách để xoay sở, lừa toán gián điệp rằng công việc vẫn phát đạt, đồng thời che giấu nỗi lo về T31. Gom mẻ cá. Đến năm 1958, tình hình miền Nam đang trong hồi sôi sục, Diệm Nhu thắng thế, chính thức hất Đại Việt ra khỏi vũ đài chính trị. Vậy là mọi viện trợ cho toán gián điệp Trần Minh Châu coi như đã không còn. Cùng với đó, sự mất tích của T31 Đỗ Văn Kha khiến toán gián điệp mất phương hướng về hoạt động, cũng như hoang mang tột độ về ý chí. Cố đấm ăn xôi, nhóm này cố gắng gây thanh thế bằng một số hoạt động phá hoại. Thế nhưng, với việc đã dần thu hết được thông tin mạng lưới của địch, ta phát hiện và bắt giữ một số đối tượng là sinh viên được chúng giao nhiệm vụ làm giấy tờ giả, đưa người trốn đi Nam. Đặc biệt là đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 3 vụ đặt chất nổ phá hoại nhà máy gạch Giếng Đáy, công trình thủy điện Bắc Hưng Hải và ga xe lửa Hải Phòng của bọn gián điệp. Khi bằng chứng đã đảm bảo, theo lệnh của ban chuyên án, công an các địa phương đồng loạt bắt giữ các đối tượng và khám xét nơi ở của nhóm này. Lúc 9 giờ ngày 11 tháng 11 năm 1958, bằng mệnh lệnh sự vụ số 73, ban chuyên án đã tiến hành truy bắt toàn bộ toán gián điệp. Trong ngày 11 và 12 tháng 11, tất cả các đối tượng bị bắt giữ, tổng cộng là 12 đối tượng chủ chốt, trong đó có Trần Minh Châu, Vũ Đình Bích, Bùi Mạnh Tiềm, Nguyễn Sĩ Hoàng, Phạm Văn Lang, Nguyễn Thị Nghĩa, Bùi Công Ký, Bùi Văn Lưu, Lê Văn Hồng, Trần Ngọc Giao, Nguyễn Đình Long và Việt Hồ. Qua khám xét, chúng ta đã thu giữ được nhiều điện đài, tiền bạc, đào không sót cả 8 kho vũ khí dùng làm phương tiện hoạt động của gián điệp. Chuyên án mang bí số C30 kết thúc theo một cách tài tình tới mức trung tâm chỉ huy của chúng ở Sài Gòn thì vẫn không hề hay biết. Phải tới tận ngày 4 tháng 4 năm 1959, vụ gián điệp Trần Minh Châu, tức bí danh Cập, được đưa ra xét xử sơ thẩm và công khai tới toàn thể nhân dân thì chỉ huy nhóm này mới ngã ngửa ra. Ngày 26 tháng 5 năm 1959, vụ án được xét xử phúc thẩm, Trần Minh Châu lãnh án tử hình, Bùi Mạnh Tiềm lãnh án chung thân, Vũ Đình Bích, Nguyễn Sĩ Hoàng mỗi người 20 năm tù giam. Số còn lại thì phải chịu những án tù và hình phạt khác nhau. Những tấm gương hy sinh. Thành công là thế, thế nhưng chuyên án C30 đã phải chứng kiến nhiều sự hy sinh, mất mát và cả oan khuất mà phải mất tới hàng chục năm sau mới có thể được công bố tới nhân dân. Đầu tiên là trường hợp của HG Phạm Đăng Hào với lý lịch theo giặc từ trước. Ngay trước khi cuộc bắt giữ toán gián điệp diễn ra, đích thân đồng chí Lê Quốc Thân, vụ trưởng vụ chính trị có tổ chức một buổi gặp mặt với gia đình của ông Phạm Đăng Hào. Trong buổi gặp mặt, vụ trưởng đã nêu ra 3 phương án cho ông lựa chọn. Thứ nhất là không bắt ông và để ông được trở về sống bình thường. Thứ hai, vẫn bắt ông nhưng sẽ tìm cách thả ra trong quá trình tạm giam. Và thứ ba là vẫn bắt và truy tố ông như bình thường, rồi chuyển địa bàn để ông móc nối tiếp với địch, qua đó hợp thức hóa ông làm nội tuyến. Và ông Hảo đã trả lời, phương án nào cũng được, tổ chức tới cần thì sẽ chấp hành. Thế nhưng, trong tình hình đất nước rối ren, để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người đã cộng tác với cơ quan an ninh, ông Phạm Đăng Hào sau đó đã được bố trí để chạy trốn, để về làm công nhân nhà máy xay Ninh Giang thuộc Hải Dương,
với tên mới là Nguyễn Mạnh Thắng. Phải tới 30 năm sau, khi cân nhắc đầy đủ các yếu tố, trong đó đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, thì những điều bí mật về ông Hào trong chuyên án C30 mới được cơ quan an ninh Việt Nam công bố. Bộ Công an đã đề nghị nhà nước truy tặng ông huân chương chiến công hạng nhất và huy chương bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó là sự ghi nhận những đóng góp của ông và gia đình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trở về với trường hợp của T31 Đỗ Văn Kha, không ngờ rằng chuyến vượt vĩ tuyến thứ 3 của ông sau đó đã trở thành một chuyến lưu lạc tới tận 18 năm. Theo đó, sau khi vượt vĩ tuyến 17, ông vào Sài Gòn, được vài hôm thì ông bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa giam lỏng trên Đà Lạt. Được một thời gian, thấy tình hình Sài Gòn căng thẳng, ông đã bị đưa ra Côn Đảo. Và kể từ đây, ông mất liên lạc hoàn toàn với đất liền. May mắn là nhờ vỏ bọc chống cộng, lại thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, ông Kha chỉ bị quản thúc trong một phòng riêng của chúa đảo. Thời gian đầu, ông sống khá khép kín để bảo vệ bản thân. Thế nhưng, khi thấy tình cảnh của anh em tù nhân quá khắc nghiệt, ông đã nghĩ ra cách thành lập một đơn vị kinh doanh để kinh doanh trong và ngoài đảo. Nhờ vậy, ông có thể gọi một số anh em tù nhân vào làm, trực tiếp nắm thông tin trong trại, đồng thời có nguồn kinh phí và cách thức để chia sẻ gánh nặng cho anh em trong tù. Nhưng cũng phải tới tận năm 1975, đến khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 nổ ra, thì ông cùng với các anh em mới có thể giành chính quyền và trở về đất liền. Còn ở quê nhà Yên Mỹ, Hưng Yên, gia đình ông đã phải chịu biết bao khổ cực, điều tiếng. Ông và Nam bỏ lại bà nội và người mẹ già yếu cùng với ba người con, trong đó có người con trai Đỗ Văn Khôi mới 7 tháng tuổi. Cay đắng nhất là mang tiếng phản động. Các con của ông nhiều lần bị từ chối kết nạp đảng cũng như tham gia các công việc trong xã hội. Phải tới khi ông về và được nhà nước đính chính, ông Kha mới bước ra ánh sáng như một Robinson Crusoe của ngành công an. Gia đình của ông cũng được khôi phục lại danh dự. Cũng chịu nhiều điều tiếng, không khác gì gia đình ông Kha lại còn mất hết gia sản. Thế nhưng bản thân ông Lê Hưng thì vẫn rất tự hào với những gì mà mình đã cống hiến cho Tổ quốc. Ngay sau khi đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước đã ngay lập tức tiến hành minh oan cho ông. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thương Trường Kỳ Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.